biển Thái Bình rạn rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, ông Bùi Thị Thao sinh năm 1923 thuộc cơ sở xóm 2 thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Qua một thời gian lâm bệnh, cụ đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Xong vì tuổi cao sức yếu, cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 11:55 ngày 15 tháng 3 năm 2023, tức là ngày 24 tháng 2 năm Quý Mão. Cụ hưởng thọ 100 tuổi. Lễ viếng vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2023. Hôm nay ngày 18 tháng 3 năm 2023, tức là ngày 17 tháng 2 năm Quý Mão, ban tổ chức thôn Đông Phan và gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu và cử hành lễ an táng tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà. Để tiếp nối nội dung của buổi lễ tang hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Hữu Tạo, đảng ủy viên, phó ban tuyên giáo đảng bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đông Phan lên tóm tắt tiểu sử và đọc lời điếu. Xin kính mời ông. Kính thưa vong linh hồn cụ Bùi Thị Thao, mẹ của liệt sĩ Phạm Chu Cương. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân cùng gia đình thân quyến. Cụ Bùi Thị Thao sinh năm 1923, sinh chú quán thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Cụ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân. Khi đến tuổi trưởng thành, cùng phụ ông xây dựng mái ấm gia đình. Cuộc đời cụ đã được chứng kiến nhiều thăng trầm do lịch sử từng giai đoạn của đất nước. Song với bản chất cần cù chịu khó, cụ cùng phụ ông tần tảo một lắng hai dương, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống gia đình, đóng góp xây dựng quê hương, làm tròn nghĩa vụ với nhà nước và nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Đối với cuộc sống đời thường, cụ luôn tích cực tham gia các tổ chức hội, đoàn thể, các hoạt động phong trào của địa phương. Khi tuổi đã xế chiều, đến tuổi vàng, cụ luôn phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe và là chỗ dựa tinh thần cho các con, các cháu. Đức tính ở cụ là luôn động viên các con, các cháu sống yêu thương mọi người và chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương. Thưa toàn thể phòng tang, suốt cả cuộc đời, cụ luôn giữ lối sống giản dị, hòa nhã, được mọi người, bạn bè, họ hàng thân tộc, bà con lối xóm kính trọng yêu thương. Trong gia đình, cụ là người bà, người mẹ mẫu mực, được các con, các cháu quý trọng, thương yêu. Cụ là hội viên tiêu biểu trong mọi người cao tuổi, hội nông dân, hội phụ nữ xã Tân An. Kính thưa toàn thể phòng tang, cụ cùng cụ ông sinh được 6 người con, 3 người con trai và 3 người con gái. Và cụ đã có 31 cháu chắt nội ngoại. Các con, các cháu của cụ đều đã trưởng thành và thành đạt ở các lĩnh vực công tác khác nhau. Đặc biệt, cụ có người con là Phạm Trung Cương đã được Đảng, Nhà nước, quân đội phong tặng anh hùng liệt sĩ trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Từ khi cụ lâm bệnh,
do tuổi già, cụ đã được các đoàn thể ân cần thăm hỏi động viên và đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, được gia đình hai bên nội ngoại, các con, các cháu hết lòng chăm sóc cho đến khi cụ chút hơi thở cuối cùng. Thưa toàn thể phòng tang, dẫu biết rằng việc sinh tử là quy luật của tạo hóa, không ai tránh khỏi, song cụ mất đi đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn, không gì bù đắp được cho các con, các cháu, anh em nội ngoại, các bậc thông gia, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa, mặt trận, tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể phòng tang, giờ đây các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã tề tựu hiện diện đông đủ thăm viếng chia buồn cùng gia đình, đồng thời long trọng tổ chức lễ truy điệu và cử hành lễ an táng tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình, xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã bớt chút thời gian vàng ngọc về dự lễ tang cụ hôm nay. Xin cảm ơn đoàn nhạc hiếu đã phục vụ lễ tang cụ tận tình chu đáo. Chỉ còn ít phút nữa là đến giờ tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Trong giờ phút chia ly, âm dương cách biệt đôi đường, người đi người ở thật là xót thương. Cụ đi nhắm mắt nằm xương, để người ở lại nhớ thương vô cùng. Trước án tiền vong linh cụ, tôi đề nghị mọi người có mặt trong phòng tang để phút mặc niệm cầu chúc cho vong linh hồn cụ về cõi vĩnh hằng yên giấc ngủ ngàn thu. Xin vĩnh biệt cụ Bùi Thị Phao, phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình gia tang lên đáp từ. Xin kính mời. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho đảng chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân có mặt trong phòng tang. Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn và thương nhớ có cụ về già hầu tiên tổ. Hôm nay trong giờ phút trang nghiêm đầy xúc động, được đảng và chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân An, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ban tang lễ thôn Đông Phan đã tổ chức nghi lễ truy liệu cụ tôi trang nghiêm đầy xúc động theo phong tục tập quán ở địa phương. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, con người ta ai cũng biết rằng sinh tử là quy luật tạo hóa của con người, cuộc đời rồi cũng về với cát bụi, vĩnh biệt cõi hàng về với chín suối ngàn thu. Cả cuộc đời cụ đã hết mình chăm lo nuôi dạy động viên con cái trưởng thành tham gia cách mạng, có con là liệt sĩ Phạm Trung Cương, đã đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ tổ quốc trong cuộc sống. Cụ luôn hòa thuận, vẹn toàn với xóm làng, con cháu. Trong giờ phút đau thương này, con cháu chắc mất một người mẹ, một người bà. Họ lội, họ ngoại, mất một thành viên đáng kính. Xóm giềng mất một bạn đời chi kỷ, hiền lành, đáng thương. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong giờ phút ly biệt đau thương này, gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức tang lễ, các quý vị đại biểu, các hội tình nghĩa, các hội đồng ngôn với con cụ, các hội viên, các đoàn đại biểu, các bậc thông gia, các bạn bè thân hữu gần xa, tập thể họ ngoại, tập thể họ lội đã đến giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ và phú viếng chia buồn với gia đình chúng tôi.
trong lúc tham gia bối rối chắc không tránh khỏi được những thiếu sót, mong các quý vị thông cảm và thứ lỗi cho gia đình. Thay mặt cho gia đình, cho phép tôi được truyền lời thỉnh cầu của các con trai, con gái, con dâu, con rể của cụ quá cố. Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu sau khi đưa cụ tôi ra đồng mộ yên mã đẹp, quay lại với gia đình ăn bữa cơm thường để gia đình có lời cảm tạ. Xin đa tạ, cảm ơn. Buổi lễ truy điệu cụ Bùi Thị Phao đã xong. Sau đây là buổi lễ tiễn đưa được diễn ra như sau. Đi đầu là Bàn Vong, đi thứ hai là Đoàn Nhạc Hiếu, đi thứ ba là xe chở hài cốt cụ Nguyễn Thị Phao, đi thứ tư là các con, các cháu, anh em nội ngoại hai dòng tộc những người chịu tang cụ, đi thứ năm là các tổ chức chính trị, các cơ quan đoàn hội, các bậc thông gia, bà con nối xóm tiễn đưa cụ. Sau đây, thay mặt cho ban tang lễ thôn Đông Phan, tôi xin trịnh trọng tuyên bố buổi lễ tiễn đưa cụ Nguyễn Thị Phao về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà được cử hành. Xin kính mời. Con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu. Con theo cha Di Đà về Tây phương Cực Lạc. Ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca làng tần hót. Người về thế giới Tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ không phai trang sơn. Đời này nguyện vãng Tây phương, chí tâm quy y chỉ giới. Đời này nguyện vãng Tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha mưa hoa, ôi suối cũng reo ca muôn lần câu thuyết pháp thấm sâu nhiệm màu. Muôn ánh quang minh soi sáng tâm ta bao thăm sân si vô minh diệt tận. Chí sáng tâm khai ta chứng đắc vô sanh, sắc bậc kia giải thoát khói quang thường tịch. Tâm khinh an muôn đời vì ta luôn nghe pháp. Tây phương tu an lành, từ nay không đọa đầy. Thành bậc chánh giác ngôi cao, cứu muôn sanh linh độ giác. Nguyện vào sanh tử đau thương, chúng sanh vô biên độ tận. Xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ không phai trang sơn. Đời này nguyện vãng Tây phương, chí tâm quy y chỉ giới. Đời này nguyện vãng Tây phương, sống lâu an vui đời đời. Gieo ca muôn lần câu thuyết pháp thấm sâu nhiệm màu. Muôn ánh quang minh soi sáng tâm ta bao tham sân si vô minh diệt tận. Chỉ sáng tâm khai ta chứng đắc vô sanh, sau bờ kia giải thoát khói quang thường tịch. Tâm khinh an muôn đời vì ta luôn nghe pháp. Tây phương tu an lành, nay không đọa đầy. Thành bậc chánh giác ngôi cao, cứu
muôn sanh linh độ giáng, nguyện vào sanh tử đau thương chúng sanh vô biên độ tận, thành bậc chánh giác ngôi cao cứu muôn sanh linh độ giáng, nguyện vào sanh tử đau thương chúng sanh vô biên độ tận. Con theo Cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo Cha Di Đà về Tây phương cực lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lang tần hót, người về thế giới Tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi, Nam Mô A Di Đà, chỉ không phai trang sơn, đời này nguyện vãng Tây phương.